Hi, xin chào các bạn. Hôm nay Bằng đang có mặt ở Resort các bạn. Resort là một cái cửa hàng bán đồ cũ. Đồ ở đây được mọi người họ mang đến, họ đồ nay vào và cái cửa hàng họ sửa lại và họ làm cho nó mới lại và sau đó họ bán lại cho những cái người mà cần đến để mua. Ở đây họ có bán tủ, bàn, ghế rồi những cái đồ dùng trong gia đình đấy các bạn, nhưng mà giá rất là rẻ. Ở đây có đồ cũ cũng có, đồ mới cũng có, do những cái gia đình mà họ không sử dụng nữa, họ muốn bỏ thì họ mang tới đây họ đồ nay. Hoặc là những cái hãng xưởng mà họ có đồ mà dạng như là đã qua cái thời hạn sử dụng rồi đó, họ qua cái bị lỗi thời ấy các bạn, thì họ sẽ mang tới đây để họ tặng cho chỗ này. Và số tiền mà kiếm được từ trong cái việc bán hàng của Restore đó, họ sẽ mang đi làm công tác xã hội. Nên là mình mua ở đây á, mình sẽ được rất là nhiều thứ. Ví dụ như các bạn mua được đồ giá rẻ mà cái tiền các bạn cũng có thể giúp cho ở đây họ mang đi họ làm công tác xã hội nữa các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng với Bằng chúng ta vào trong để tham quan nha. Thank you.